con đực này to hơn, màu mè đẹp hơn, con cái này bé hơn, màu xám xịt xấu hơn. Con người cũng thế anh em ạ. Ok, hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Wildvn TV. Thì ngày hôm nay, nói chung là mấy hôm nay mình khá là rảnh rỗi, cũng không hẳn rảnh rỗi lắm. Đợt vừa xong có một cái cuối tuần gọi là đại hội cưới hỏi ấy, thì mình đi job rất là nhiều và cái cửa hàng của mình dẫn quá nhiều job nha. Mình về ở nhà mình làm ảnh, làm clip trả khách, cho nên là cũng chưa có thời gian để mà làm clip YouTube. Nhưng mà gần đây mình lại phát hiện ra là mình bị dính Covid anh em ạ. Mình đã F0 rồi, đã dính Covid rồi. Ở nhà F4 thuốc cơ mà. F gì? Đưa mẹ chồng mua gỗ. Trong gỗ. Chồng mũi con nhé. Không. Không đâu mẹ ơi, không. Đây này, mẹ chuẩn bị chồng mũi con đấy, ra đây bộ em. Nè, ra đây, ra đây. Không mũi em. Đi ra đây chồng mũi con. Đây chồng mũi con nè. Sao? Đi, cái này có chồng mũi. Sao? Chồng mũi à? Tại sao? Con đau ở đâu? Ai làm con đau này? Mẹ. Mẹ chồng mũi là con đau. Tự chọn bố không? Có mà. Chồng mũi. Chồng con ấy. Chồng mũi. Ngồi nói nào. Không có đi đâu, không có làm gì cả, chỉ có ở nhà dựng clip và cây ảnh trả khách thôi. Thì chán quá cho nên là mình quyết định mình order một em pet mới về chơi. Mới nha. Con này thực ra là mình cũng không nhớ nó xuất hiện trên clip trên YouTube mà mình bao giờ chưa. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà để xuất hiện bài bản mà đầy đủ thì chắc là chưa. Còn không biết là có đã từng góp mặt lần nào chưa nhỉ. Nhưng mà đây là clip riêng về em nó nha. Clip riêng về em nó thì chắc là chưa rồi. Thì đây là một cái loài khá là hay ho, đặc biệt của Việt Nam mà thực ra là rất nhiều anh em biết. Anh em xem cái tên đã biết rồi. Nó chính là loài rung cát hay là nhông cát, hay là tên quốc tế của nó là Butterfly Agama, là nhông bướm. Đấy. Thì tại sao nó có tên như vậy? Anh em nhìn cái hình nó biết ngay có tên, tại sao có tên như vậy luôn đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng đập hộp xem mà trong này tôi có mấy con và có những loại gì nha. Thì bật mí với anh em, thì đối với anh em nào chưa biết ấy, thì bọn nhông này nó là một chi, là chi Butterfly Agama. Trong đó có khoảng tầm gần chục loài gì đấy, khoảng đấy, gần chục loài hoặc là chục loài gì đấy. Thì có những cái loài phổ biến nhất ở Việt Nam là bọn Benly này, là bọn nhung cát thường này, bọn Gutata là bọn Giant Butterfly Agama, là bọn nhung cát khổng lồ ấy. Và có thêm một cái loại lai, tức là ở Việt Nam còn hai loại nữa. Việt Nam còn hai loại là loại lai giữa các loài nhung cát với nhau. Đấy, nhung cát đây rồi anh em ơi. Đây anh em ơi, khá là nhiều đúng không? Nhiều vãi trưởng ạ. Ở đây tôi có 4 con anh em ạ. thì trong đó có các loài như sau. Đấy, sởi nhiều vãi chưởng. Đây là có 4 con này. Các em nhìn thấy bọn này người nó màu nó khác hẳn nhau đúng không? Vãi nhỉ? Nhìn qua thì cứ tưởng là 4 loài khác nhau, anh em có thể nhìn thấy này. Đây là một đôi này. Con đực đây, con đực màu mè hơn. Con cái thì màu xấu hơn. Bọn này chính là loài Guttata, là loài Giant Butterfly Agama. Và cái bọn này cũng chính là cái bọn mà Việt Nam biết đến nhiều nhất, bởi vì người ta săn bắt bọn này để làm thịt rất là nhiều luôn. Mình nghe món đặc sản Nhung Cát từ khá là lâu rồi nhưng mình chưa có cơ hội được thử. Nhưng con này mình mua về chơi cho nên mình cũng không ăn đâu. Khi nào mà có gì, ví dụ có ra cái nhà hàng nào mà có phục vụ cái món này ấy, thì có thể mình cũng sẽ thử. Đẹp nhờ. Màu bọn này màu rắc rất là sặc sỡ luôn nhá. Và bọn này không có kiểu gân gai, không có bọc gai tùm lum như là bọn igu, igit hay là kỳ tôm gì cả, hay là các loại nhông khác. Bọn này thì ra nó trơn trơn và sờ nó khá là sướng. Nói chung là mình thích sờ trơn trơn hơn là thích sờ gai anh em ạ. Thích là như kiểu sờ da bọn này thích cực luôn đấy, anh em nào sờ thử cũng biết là sờ da bọn này nó sướng lắm, chứ nó không kiểu thô ráp gì cả, rất là mượt. Và màu mè cực kỳ đẹp này, nên màu rất là đẹp. Và bọn này nó có tên là Giant Fly, Butterfly Lizard hay còn gọi là Butterfly Agama ấy, là bởi vì bọn này mắc size nó có thể lên đến tận 60 cm chiều dài. Đây mới đang là này, từ từ để mình đo con đực này của mình là dài bao nhiêu á. Trông thế chứ con đực này cũng 50 mẹ rồi. Nói chung là bọn nhung cát này thì là loài thằn lằn cỡ nhỏ, cho nên là anh em có thể nuôi nhốt ở trong nhà rất là thoải mái mà không sợ không có chỗ nuôi. Và bọn này cũng khá là đẹp chứ. Thêm một cái điều nữa là cái bản tính bọn này khá là ok, nó không có hung hăng hung dữ hay dọa cắn gì cả, rất là hay. Mình không hiểu tại sao mà không có ai nuôi bọn này. Không phải không có ai nuôi mà là rất ít người thích nuôi bọn này. Không hiểu tại sao, hay là bọn này tại vì bọn này là hàng thịt của Việt Nam cho nên là mọi người cảm thấy nó không có giá trị để nuôi à? Tôi thật với anh em, chứ con nào mà tôi thích thì nó là hàng gì thì chăng nữa thì tôi vẫn cứ nuôi. Bởi vì là ấy, nếu mà mình thích những cái con mà giá trị thấp thì không phải đấy là một điều may mắn cho mình à, đúng không? Mình không phải tốn nhiều tiền để sở hữu cái con mình thích đúng không? Lúc đầu tôi nhìn bọn này tôi cứ tưởng là hai loài khác nhau, nhưng mà không, bọn này nó là loại lưỡng hình giới tính ấy các bạn. Em biết lưỡng hình giới tính là gì không? Là con đực và con cái trông khác hẳn nhau. Con đực này to hơn, màu mè đẹp hơn. Con cái này bé hơn, màu xám xịt xấu hơn. Con người cũng thế anh em ạ. Và đây là một loại khác nữa. Loại này tôi quên giới thiệu mọi người. Loại này thì rất nổi tiếng ở vùng Bình Thuận, là kiểu bắt thịt xong rồi ăn ấy, rất là nổi tiếng. Cả các cồn cát người ta hay kiểu làm dây thòng lọng, người ta thắt cổ con này lên để bắt lên ấy, dị vãi chưởng. Vào đây, đừng đi đâu, vào đây đã, từ từ, đừng đi đâu vội. Nào ngoan. Con này là có một loại khá là phổ biến khác của Việt Nam, là bọn Benley, là nhông bướm thường, nhông cát thường. Thế em có thể nhìn thấy là bọn này, hai con này là hai loài khác hẳn nhau trong cái chi nhông cát đấy, và nó cũng có khá nhiều thứ khác nhau. Đầu tiên là về kích thước, thì con nhông cát này con nhông cát thường này mắc size nó khoảng tầm 30-40 cm. Và đôi khi có một số cá thể đặc biệt nó có thể lên đến tầm 50 cm. Nhưng mà có nghĩa là về mặt hình chung kích thước thì sẽ nhỏ hơn bọn Giant Butterfly này. Và một điều nữa là bọn nhung cát Benley này, cái hoa văn của nó cũng khá là khác so với bọn nhung cát Guttata này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, cái hoa văn trên mặt nó cũng khác này. Đấy, hoa văn ở người này, ở dọc người này, sống lưng này. Và cái màu của nó cũng khác luôn. Màu của nó bè ra hai bên này trông như là cái cánh bướm ấy, cho nên là bọn này đặt tên là Butterfly Agama là vì thế. Khi mà nó nằm sưởi nắng ấy, nó sẽ bành hết người ra và cái chỗ này nó dẹt hẳn ra. Thì cái chỗ có mỗi riêng cái phần dẹt hẳn ra này màu cam thôi, cho nên là trông người ta cảm tưởng đến cánh bướm. Đấy. Còn bọn Giant này thì nó cũng bành hẳn ra, nhưng mà nó là có cái sọc và đen trắng ở bên hông, chứ nó không phải là màu cam như là của bọn Common Butterfly Agama. Đấy. Thì anh em nhìn thấy loài nào ấn tượng hơn trong hai loài này? Để mà nói về ấn tượng ấy, thì bọn to này nó sẽ gây ấn tượng hơn. vì nó màu mè sặc sỡ, hoa văn lởm chởm luôn các thứ. Nhưng mà bọn này mình khá là thích bởi vì là cái hoa văn nó xếp lớp nào ra lớp đấy ấy. Nhìn nó khá là bắt mắt, khá là ok nhỉ. Em thích con nào hơn? Và đây là con cái của cái bọn common Butterfly Agama anh em ạ. Con cái nó cũng có tí màu cam cam ở trên người này, cũng có tí màu cam cam này. Đấy, cũng có một tí thôi, không được nhiều. Và nó bé hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là do độ tuổi khác nhau nữa thôi. Nên là mình đã đặt hàng mua được 2 đôi dông cát về để nuôi thử xem thế nào. Đấy, có 2 loài khác nhau là như thế. Trông hay nhỉ, trông đẹp vãi. Bây giờ mình sẽ thả nó vào bể nhá. Anh em ạ, tôi có một bể, ngày trước tôi nuôi hộ ông anh con tegu ở trong này. Nhưng mà bây giờ ấy thì cái bể này tôi dùng để nuôi giống Úc. Nhưng mà bắt đầu trời ấm lên rồi thì có thể giống Úc thì tôi sẽ có thể cho ra ngoài trời nuôi. Và thực ra là nói về chế độ nuôi thì con dông cát này với cả giống Úc cũng gần giống nhau. Về nhiệt độ, về thức ăn và về độ ẩm nó cũng gần tương đương nhau. Nhưng mà ấy, chúng ta không nên nuôi chung bởi vì là chúng ta chưa biết như thế nào. Chúng ta có thể trước khi nuôi chung thì chúng ta có thể thả vào để cho bọn nó có thể thử tương tác với nhau xem có ok không, hay là có tấn công nhau không. Úi giời, nhiều quá. Nhưng mà cái kiểu này là khả năng là mấy con dòng Úc này sẽ ăn thịt với con dòng cắt con đấy, cho nên mình sẽ bỏ dòng Úc ra chỗ khác. Đấy. Bỏ dòng Úc ra chỗ khác nhá. Rồi anh em ơi, ở đây tôi có... Đâu ấy? À đây, con đã chui ở đây rồi. Ui, bọn này nhanh lắm. Bọn này khi ở ngoài trong lù đù thế thôi, kiểu nó sợ mình ấy. Mình cho vào chuồng phát là nó chạy nhanh như một con điên luôn. Vãi trưởng. Ôi. Thì xin giới thiệu anh em, bọn này nó là Butterfly Agama. Và tên khoa học của nó là Leiolepis. Và thường được gọi là thần lằn bướm, là Butterfly Agama, hay là nhông cát, hay là rông cát gì đấy. Tùy cách gọi, tùy chỗ gọi. Còn con cái này nhoi quá. Đó, bọn này có nguồn gốc ở vùng Đông Nam Á. Ở Malaysia này, Thái Lan này, Myanmar này, Lào, Campuchia, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc. Chi của bọn này bao gồm cả những cái loài sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính luôn. Và bọn này nó thuộc họ Agami. Bọn Leiolepis này là loài thần lằn có kích thước vừa phải. Và nói chung là những con to nhất nó chỉ rơi vào khoảng tầm 50-60 cm thôi. Kích thước nó khá là bé. Và bọn này nó khá là hay là nó có cái biểu hiện lưỡng hình giới tính ấy. Có nghĩa là con đực và con cái trông khác hẳn nhau. Cũng giống như là có một vài loại rắn và các loại nhện, nó đều có kiểu lưỡng hình giới tính như thế. Bọn này thì sống vào ban ngày và sống ở những vùng đất trống bằng phẳng, cho phép chúng có thể đào hang, xây dựng một cái công trình kiến trúc ở dưới lòng đất. Về các loài thì bọn nó có những loài như là Bentley này, là bọn nhông cát thông thường này. Con điên này, con cái này chạy nhanh quá. Ôi, bọn này bắt đầu nhoi rồi đấy, nó quen chuồng nó nhoi rồi anh em ạ. Và bọn thú thực ta này là bọn giant nhông cát này, nhông cát khổng lồ này. Đấy, có cả bọn một vài loại khác nữa, có một loại riverzi của Trung Quốc cũng hay có ở Việt Nam nữa. Và có một cái loài khá là hay mà mình mới tìm hiểu được là có loài được đặt tên theo bác Ngô Văn Chí. Đấy, con này, cái con thần lằn Ngô Văn Chí này thì được lai từ 2 loài dông cát khác nhau, và bọn này nó là sinh sản vô tính, có nghĩa là đẻ ra đều là con cái và cứ đẻ thế thôi. Nó đẻ có thể sinh sản vô tính được. Và con thần lằn Ngô Văn Chí này thì được có thể gọi là một cái tên khác là thần lằn trinh sản, bởi vì con này là có khả năng trinh sản được, có nghĩa là không cần trịch con đực, mà thực ra là loài này đã có con đực để mà nó trịch, đúng không? Về tuổi thọ con này thì nó có thể từ 8 đến 12 năm là cũng khá là ok. Về vấn đề chuồng nuôi của bọn thần lằn bướm này thì Tôi ở đây tôi có một cái chuồng này khá là thích hợp cho bọn nó. Đấy, chuồng dài 1m2 này, rộng 40 và cao 40. Thì bọn này nó không leo trèo nhiều cho nên chúng ta không cần để cao quá, nhưng mà chúng ta vẫn nên dùng có một cái bể có kích thước cao hơn bể này của tôi một chút nữa, khoảng tầm 60 gì đấy đi. Và anh em hãy lót khoảng tầm 20 cm hoặc là cũng ít nhất cũng phải mười mấy cm đất để lót nền cho nó đào bới, vì tập tính bọn này cực kỳ thích đào bới. Bọn này được tìm thấy ở những cái vùng kiểu khô hạn và thoáng ấy, để nó có thể đào bới bên dưới để trốn tránh kẻ thù. Và trong chuồng thì chúng ta nên lót đất. Đây là tôi lót của gỗ thông thôi, và tôi sẽ chuyển lót đất. Sau đó là nên có thêm một vài cái cục đá, cục gạch gì đấy này, và thêm một vài khúc lũa thấp như thế này để nó có thể chạy nhảy, leo trèo và đào bới. Nói chung là chuồng như thế này là cũng là tạm ok rồi, nhưng mà chỉ cần cho cái đất nền nó cao lên thôi là đẹp luôn, để cho bọn nó có thể sống thoải mái với cả mục đích sống của nó đấy là đào bới. Và chuồng thì nên dài để chúng ta có thể phân chia ra được một khu vực nóng và một khu vực mát, nhưng mà về cơ bản là chuồng nên khô, bởi vì là bọn này nó cũng sống cũng hơi khô hạn một tí. Thì về đèn sưởi thì chúng ta cần có một đèn sưởi ánh sáng này, đèn sưởi UVA này, để bọn nó có thể nhìn thấy phân biệt ban ngày ban đêm, và có thể có sưởi có nhiệt để tiêu hóa, vì bọn này vẫn là bò sát mà, thì nó vẫn cần nhiệt để tiêu hóa. Và bên cạnh đó chúng ta cần có thêm một cái đèn UVB nữa để chúng ta có thể cho bọn chúng tổng hợp được vitamin D3 để hấp thụ canxi cho đúng cách. Đấy, đây là những cái rất là cần thiết. Nhiệt độ môi trường xung quanh nó sẽ là khoảng tầm 28 đến 30 độ này. Đấy, về nhiệt độ điểm sưởi là cái điểm này nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 39 độ gì đấy, 37 đến 39 độ là đẹp. Về thức ăn thì bọn này nó là loài ăn tạp, nó có thể ăn cả sâu dế, ăn cả hoa quả, rau, cho nên là cũng không khó khăn quá. Ê, chết. Ôi giời ơi, nó chạy ra ngoài anh em ạ, nó chạy ra ngoài. Ôi bọn này nhanh lắm. Bọn này vừa mới bóc ra khỏi hộp thì nó chậm thôi, còn trông thế mà nhanh vãi. Nhiều nghiên cứu thì cho thấy là bọn này nó là cái loài nó không thích uống nước. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta cung cấp thêm nước cho nó thì chúng ta nên cho ăn rau và xịt nước lên thì là tốt nhất. Nói chung là tôi cũng nghiên cứu được thế thôi, còn đây là lần đầu tiên tôi nuôi loài này. Thực ra là nghiên cứu như thế mình tìm hiểu lại, nhưng mà nhiều thứ thì mình cũng phải nuôi trực tiếp thì mình mới có thể chia sẻ rõ kinh nghiệm được, còn kia là những cái mà mình nghiên cứu được. Và về cách nuôi thì nhiều loài nó cũng gần như nhau thôi, có một số loài thì chúng ta cần phải chú ý đặc biệt hơn một tí. Đấy, trông hay phết nhỉ. Thế là vừa xong mình đã đập hộp cùng với anh em một cái con pet nó mới, thì không phải là mới nhưng mà mới đối với kênh của mình. Con này thì mình nghĩ là những anh em ở trong miền Trung hay là miền Nam thì đấy đầy thì biết rất là rõ, còn con này ngoài miền Bắc thì người ta ít biết hơn. Và mình nói thật là có một số con thì ở ngoài miền Bắc này mình không thấy người ta thịt bao giờ cả, nhưng trong miền Nam thì rất là nhiều. Mình cũng rất muốn thử nhưng mà ngoài này mình không biết đi ăn ở đâu, tải. Rồi, anh em thấy trong hai loài mình vừa nhận được thì anh em thấy con nào đẹp hơn, anh em thấy ấn tượng với con nào hơn? Anh em có thấy thích nuôi Agama này không? Thì hãy comment xuống bên dưới nhá. Nói chung là mình thì mình cũng mua, nhưng mình không phải là shop nha, nhiều anh em đừng có anh em nào hỏi là mình có bán không nữa nhá. Mình chỉ là người chơi thôi. Anh em muốn mua thì cứ tìm Rông Cát là kiểu gì cũng ra, kiểu gì cũng thấy nhá. Trông hay phết nhỉ? Được đấy.